người bệnh bị viêm đại tràng thì nên ăn các cái thức ăn, một là đã được nấu chín kỹ, hai là dễ tiêu và hạn chế các quá trình lên men. Cụ thể về protein thì một số các loại protein dễ tiêu, ví dụ như là cá, nhất là các cái cá nước lạnh như là cá thu, cá hồi, cá mòi. Trong các thành phần của các cá này thì ngoài nó có rất giàu các cái chất dinh dưỡng, hay nữa là các cái mạch protein của nó ngắn, nó dễ phân cắt và dễ tiêu, và đặc biệt lại có rất nhiều các cái omega 3. Và khi mà các omega 3 đấy thì nó có cái tác dụng là để tăng cường cái sức khỏe chung, thế rồi là tăng cường cái khả năng miễn dịch, khả năng chống viêm, thì nó hỗ trợ cho cái quá trình điều trị. Ăn một số các cái thực phẩm rau xanh để bổ sung chất xơ, và tốt lại thì chúng ta nên ăn các cái rau họ bí, bởi vì các rau họ bí nó vừa là có tăng cường các chất xơ, tăng cường các vitamin, nhưng mà các cái chất xơ ở trong các cái rau họ bí đấy thì nó là các cái chất xơ hòa tan, nó rất dễ là tiêu hóa, nó rất dễ đưa ra ngoài, nó không có cái tình trạng là bị lên men, là bị đầy hơi. Chúng ta có thể ăn một số các cái thực phẩm giàu dinh dưỡng, ví dụ như là trứng gà hoặc là quả bơ. Trong quả bơ đấy thì nó cũng có rất nhiều các vitamin, rất nhiều các cái thành phần dinh dưỡng đấy, thì và đặc biệt đấy là các cái chất béo ở trong quả bơ nó là các chất béo không no, thế rồi nó có rất nhiều các omega 3. Thì ngoài cái bổ sung cái dinh dưỡng cho những cái người bị viêm đại tràng á, thì nó còn hỗ trợ cho các cái tăng cường cái khả năng miễn dịch, hỗ trợ cho cái tăng cường tạo ra các cái men tiêu hóa, thế rồi là hạn chế tối đa các cái tình trạng về sinh khí để cho cái quá trình tiêu hóa được thuận lợi hơn. Thế rồi là một số các cái protein như cái thịt trắng, ví dụ như là thịt gà, thịt gia cầm, chứ rồi kể cả hải sản. Đấy. Nếu mà chúng ta nấu chín kỹ, chế biến tốt đó, thì cũng đều có thể ăn được. Cái thứ hai nữa là một số các cái sản phẩm mà giàu các cái probiotic, tức là giàu các cái men vi sinh ấy, ví dụ như là sữa chua. Trong sữa chua có rất nhiều các lợi khuẩn. Thế rồi là một số các cái sản phẩm đấy, mà đã được phép lưu hành ở Việt Nam chúng ta, đã có cái kiểm sản xuất trong nước hoặc là sản phẩm từ nước ngoài nhập khẩu mà đã được phép của Bộ Y tế, thì trong đó có rất nhiều các cái probiotic là các cái lợi khuẩn, thì chúng ta có thể là dùng rất là tốt. Và song song với các cái nhóm thức ăn thì nên là uống nước vừa phải đấy. Tức là cũng không nên uống quá nhiều nước, nhưng mà cũng không nên hạn chế uống nước quá nhiều. Đấy. Chúng ta không sợ là uống nước nhiều thì có thể gây nên rối loạn tiêu hóa, mà ngược lại thì nó làm cho cái quá trình tiêu hóa, quá trình chuyển hóa trong cơ thể tốt hơn. Ngoài ra đấy thì cũng cần phải có cái chế độ luyện tập thể dục thể thao, đi bộ nhẹ nhàng phù hợp với điều kiện và cái tình trạng sức khỏe của mình để tăng cường các cái nhu động ruột để hỗ trợ cho quá trình chống tiêu hóa. Cho nên vấn đề ăn uống kết hợp với luyện tập thể dục thể thao, thế rồi là vấn đề tư tưởng đấy. Tư tưởng thoải mái, tránh cái tình trạng lo âu căng thẳng kéo dài, thì đấy là những cái giải pháp đồng bộ tốt để hỗ trợ điều trị cho những người bị viêm đại tràng mãn.